chào tất cả mọi người, mình là Như Mỹ và mình 24 tuổi và mình đến từ Lâm Đồng. Mirinda ngon xoắn lưỡi. Thì cảm xúc của mình thực sự là mình không bao giờ nghĩ là mình có thể là nữ chính của chương trình Người là Ai, bởi vì mình đã xem rất nhiều các mùa của chương trình Người là Ai và mình cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, mang lại những cái năng lượng tích cực cho giới trẻ và cũng là nơi để các bạn cộng đồng LGBT có thể thể hiện bản thân mình. À, về gu bạn trai của mình thì mình luôn muốn một người đàn ông trưởng thành nhưng mà không quá là nghiêm túc, và mình muốn là một người có một chút cái sự vui tính ở bên trong và một người có thể chăm sóc và quan tâm đến mình nhiều, bởi vì mình là một cô gái khá là độc lập nên là mình cần một cái gì đấy bù đắp lại cho mình. Và mình hy vọng là hôm nay các anh Trấn Thành và các bạn cố vấn sẽ có thể giúp mình tìm được một màu xanh. Đối với Mỹ, cái sự thu hút Mỹ đầu tiên đó chính là sự tự tin toát ra từ trong ánh mắt của các bạn. Và mình nghĩ Mỹ rất là thích một người đàn ông có sự tự tin và sự bản lĩnh. Điều ngọt ngào nhất mình muốn nhận được chắc là bạn đó sẽ dẫn mình đi ăn tối. Thực sự là nếu như đối với Mỹ, nếu như mà bạn gặp đúng một người đàn ông của mình thì bạn không cần phải trưởng thành. Và người đàn ông đó sẽ là người đàn ông chăm sóc, lo lắng cho bạn, để bạn luôn luôn cảm thấy mình được chở che và luôn luôn cảm thấy an toàn. Nếu như mà ghép đôi thành công thì Mỹ nghĩ là điều đầu tiên thì chắc là phải xin info của nhau để có thể nói chuyện với nhau. Mọi người ơi, đừng quên xem Mỹ và chương trình Người ấy là Ai trên HTV2, V Channel và Vion nhé.